Hoàng tử gió làm gì khi khá bảnh vào tù mà khiến cõi mạng xôn xao? Thông tin hot boy một thời Hoàng Đức Nhân hay còn biết đến nhiều với tên gọi Hoàng tử gió đã được cơ quan công an phát hiện tử vong mới đây khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, thông tin và loạt hành động cũ của Hoàng tử gió được chia sẻ lại. Đặc biệt, dân mạng bất ngờ trước mối quan hệ thân thiết với giang hồ mạng khá bảnh chỉ sau một hành động cũ của Hoàng Đức Nhân được đào lại. Cụ thể, tại phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh vào năm 2019, trong hàng trăm người chủ yếu là bạn bè của giang hồ mạng ngày ấy, tập trung rất đông trước cổng tòa có sự xuất hiện của Hoàng tử gió. Không khó để nhận ra Hoàng tử gió bởi ngoại hình nổi bật với loạt hình xăm đặc biệt. Anh chàng cùng Phạm Tuấn, em trai giang hồ của Khá Bảnh, từ ngoài chăm chú theo dõi, chờ đợi tin xét xử của người anh thân thiết. Từng nổi tiếng với biệt danh phục vụ bàn điển trai vào những năm 2013-2014. Hai năm sau, Hoàng tử gió khiến tất cả xôn xao với loạt video đánh nhau, bạo lực hay thậm chí là tiền ảo. Dần dần, Hoàng Đức Nhân đi theo lối mòn của các giang hồ mạng như hướng hoa hồng, Khá Bảnh. Từ tháng 10 năm 2019, Hoàng tử gió từng bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ vì livestream sử dụng chất kích thích trong quán bar. Chưa dừng lại đó, anh chàng cũng nhiều lần xuất hiện trên các video có nội dung phản cảm, khoe thành tích sử dụng chất cấm và thách thức cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ Hoàng tử gió qua đời tại chung cư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, mới đây, chỉ huy một đội nghiệp vụ của công an huyện Gia Lâm cho biết, mặc dù nạn nhân đã có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19, nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR mới có thể tiến hành pháp y. Theo vị chỉ huy, căn hộ mà Hoàng Đức Nhân được phát hiện treo cổ tử vong là của một người bạn thuê tại một chung cư trên địa bàn xã Đà Tốn, huyện Gia Lâm. Khoảng 2 ngày trước, Hoàng tử gió đến chơi và ở lại. Khoảng 19 giờ tối ngày 5 tháng 10, trong lúc hai người bạn đi ra ngoài mua đồ thì nạn nhân treo cổ ở cửa phòng ngủ. Nhận thông tin, công an huyện Gia Lâm đã có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra. Sau khi có kết quả test nhanh COVID-19, thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm PCR để pháp y nạn nhân. Qua làm việc với một số người liên quan, nạn nhân không viết thư tuyệt mệnh, không nhắn nhủ người ở lại điều gì, vị chỉ huy nói. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hoàng Đức Nhân nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng, vị chỉ huy cho rằng đó chỉ là thông tin suy đoán, chưa có tài liệu chứng minh. Được biết, ngay khi tin Hoàng tử gió qua đời, netizen ngay lập tức đổ về trang cá nhân hơn 800k lượt theo dõi của Hoàng tử gió. Nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi chỉ 6 tiếng trước khi thông tin qua đời xuất hiện trên mạng xã hội, thanh niên này vẫn bình tĩnh đăng status. Cụ thể, Hoàng tử gió đã share livestream bán hàng của một người bạn và đính kèm icon. Mới đây, một người anh em sống cùng với hotboy Hà Thành đã có những chia sẻ ban đầu về việc đột ngột anh ra đi. Theo đó, dạo gần đây, Hoàng tử gió ít lên mạng livestream vì gặp phải một số vấn đề về tâm lý. Trong thời gian này, lại đúng đợt giãn cách xã hội nên bắt buộc phải ở nhà và không thể đi đâu được, dẫn đến suy nghĩ có phần nặng nề hơn. Thế nhưng hiện tại có thông tin cùng một số người chia sẻ rằng Đức Nhân tự kết liễu là do nợ nần nhiều, không có khả năng trả nợ nên đã chọn cách giải thoát. Người em này đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và khẳng định bất cứ ai theo dõi hay xem video của anh gió đều có thể thấy rằng tâm lý anh ấy dạo này khá bất ổn, hay phải nghe nhạc thiền để tĩnh tâm. Vốn là một người không được học nhiều, trải qua thăng trầm nên khi có vấn đề anh chàng tự tìm cách giải quyết. Người này cũng khẳng định tuyệt đối không có chuyện Hoàng tử gió chọn cách ra đi để dừng lại tất cả hoặc chơi bời chất cấm. Mọi việc hãy để công an điều tra làm rõ. Xin mọi người đừng dùng những lời ấy làm tổn thương cho những người thân của anh.